Một cái trải nghiệm rất là thú vị, thưa tất cả quý vị đang xem video của Xuân Đức. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng nghe một cái sáng tác đầu tay của Xuân Đức, do Y Điêu và Đức Nam sẽ trình bày ca khúc được mang tên Mãi Mãi Là Bao Lâu. Điêu vào trước nhé. Ok. Đã có lúc em hỏi anh rằng bên nhau mãi mãi là bao lâu, mà sao em chẳng thấy tương lai đâu là hạnh phúc. Đã có lúc anh từng nghĩ đến những ngày của sau này, của đôi ta sẽ chẳng còn xa những tháng ngày. Không còn lời hứa thì thầm bên tai hàng đêm, xa vời ngày tháng mình bên nhau êm đềm. Vì cơn mưa rơi mau chiều nay làm nhòe hết yêu thương em bao ngày, vì anh chẳng thể nói lên tiếng yêu này vẫn chưa phôi phai. Chẳng thể mong em sẽ dừng bước, chỉ muốn em sẽ đến lúc biết được rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn yêu em rất nhiều. Oh, tương lai đâu là hạnh phúc. Đã có lúc anh từng nghĩ đến những ngày của sau này, của đôi ta sẽ không còn xa những tháng ngày. Không còn lời hứa thì thầm bên tai hàng đêm, xa vời ngày tháng mình bên nhau êm đềm. Vì cơn mưa rơi mau chiều nay làm nhòe hết yêu thương em bao ngày, vì anh chẳng thể nói lên tiếng yêu này vẫn chưa vội phải. Mong em sẽ dừng bước, chỉ muốn em sẽ đến lúc biết được rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn yêu em rất nhiều. Là vì do chính anh không mang được hạnh phúc cho em, hay là điều gì giữa chúng ta dẫu làm em xa cái. Mãi mãi sẽ là bao lâu, hay là lời hứa lúc còn đậm sâu. Chiều nay làm nhòe hết yêu thương em bao ngày, vì anh chẳng thể nói lên tiếng yêu này vẫn chưa phôi phai. Chẳng thể mong em sẽ dừng bước, chỉ muốn em sẽ đến lúc biết được rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn yêu em rất nhiều. Là vì anh đã sai làm sao giữ em ở lại. Tuyệt vời mọi người.